Chuyện buồn của tân Miss World Việt Nam 2023 sở hữu nhóm anti-fan 100.000 thành viên chỉ sau một tuần đăng quang. Những phát ngôn của tân Miss World Việt Nam 2023 hậu đăng quang gây nhiều tranh cãi. Vừa qua, tân Miss World Việt Nam Huỳnh Trần Ý Nhi đã có chia sẻ gây tranh cãi khi so sánh giữa bản thân cùng bạn bè đồng trang lứa, trong khi bạn bè đồng trang lứa dành thời gian để ngủ chơi, uống trà sữa, đi cà phê cùng mọi người thì tôi đã tham gia cuộc thi Hoa hậu trưởng thành hơn. Khi tôi có trọng trách lớn như vậy thì cũng phải biết giữ mình hơn để phù hợp với cương vị của mình. Điều này khiến công chúng mất thiện cảm với nàng hậu. Chủ đề này nhanh chóng trở thành tâm điểm được công chúng quan tâm và thảo luận. Đa số đều đưa ra những bình luận chỉ trích gay gắt về phát ngôn này của Huỳnh Trần Ý Nhi. Sau đó, Huỳnh Trần Ý Nhi đã lên sóng khóc lóc nói xin lỗi và bản thân thừa nhận còn thiếu sót, chưa chín chắn nên cách diễn đạt chưa chính xác gây hiểu nhầm. Tuy nhiên, động thái này của nàng hậu vẫn không nhận được sự chấp nhận từ công chúng. Miss World Việt Nam 2023, hy vọng em và bạn trai vẫn luôn thấu hiểu, tin tưởng để em có thể hoàn thành vai trò sắp tới. Kết quả là chỉ sau một tuần đăng quang, rất nhiều nhóm anti-fan Huỳnh Trần Ý Nhi được lập nên. Thậm chí, trong số đó, có nhóm còn đạt được lượng anti-fan lên con số khủng 100.000. Dưới bình luận ở các bài đăng trong nhóm này đều cho rằng việc tân Miss World Việt Nam 2023 bị nhiều người anti như vậy cũng đều có nguyên nhân. Trong đó đa phần đều đến từ những phát ngôn gây tranh cãi của nàng hậu. Đây là lần hiếm hoi, một nàng tân hoa hậu sở hữu lượng anti-fan đông tới vậy chỉ sau đúng một tuần đăng quang. Công chúng còn so sánh về cách phát ngôn của Huỳnh Trần Ý Nhi với những đàn chị đi trước. Đồng thời cho rằng nàng tân Miss World Việt Nam 2023 nên xem lại cách phát ngôn của mình trong thời gian tới nếu không muốn lượng anti-fan tiếp tục tăng mạnh.